Khi mà nó sôi á thì các bạn nêm nếm cho nó vừa ăn nha mọi người. Đây thịt kho tàu nè. Các bạn khi mà các bạn luộc trứng á, các bạn đừng cố gắng nha, nếu mà ai mà buôn bán thì đừng có lấy những cái quả trứng này nha mọi người. Để ở ngoài nha, đừng bỏ vào đây nó hư hư cái nồi này á. Đó. Đừng có đảo nhiều quá là cái trứng này nó bị vỡ là nó hư. Rồi. Sau đó các bạn bỏ thêm trứng cút vào nè. Đó, trứng cút nè. Ai muốn ăn trứng cút thì các bạn bỏ trứng cút vào. Bỏ trứng cút vào. Rồi mấy bạn bỏ dằn thêm mấy chớp nữa nè mọi người. Dằn thêm mấy chớp nữa cho nó tránh tình trạng bị hôi á. Thịt heo nó hay nó bị hôi lắm nên các bạn dằn thêm miếng ớt vào để tránh tình trạng nó bị hôi nha. Rồi sau đó bạn nêm nè, nêm nếm nè, gồm có muối nè, thì các bạn nêm vừa ăn thôi. Muối nè. Bột ngọt. Ai có hạt nêm thì nêm thêm hạt nêm, còn lại không có hạt nêm là nêm vậy thôi được rồi. Được chưa? Đó. Rồi các bạn đợi sôi rồi bắt đầu các bạn tắt bếp. Được chưa?